Trong quá trình mà giảm 25kg đến giờ á, món healthy, ít calor mà đơn giản, dễ dàng thực hiện. Mà Dung thích nhất á là Sintos. Ai ngồi á là không có healthy bằng mình làm. Với cả là tốn xiền nữa. Bởi vậy trong quá trình mà để có vóc dáng như thế này thì em bé size bỏ túi 3 trong 1 của nhà Lazy Chat đã luôn đồng hành cùng với Dung. Đây là Dung thấy rất là tiện bởi vì size đá cực kỳ nhuyễn luôn. Mà nhỏ gọn, dễ dàng mang theo. Bữa nay trước khi tập á thì Dung có size 1X dưa lưới. Dưa lưới thì có độ ngọt sẵn rồi nên là Dung sẽ cho sữa tươi không được. Với cả Dung cũng không có hảo ngọt nữa. Cho thêm một xíu đá nữa nha. Chỉ khoảng hơn 30 giây thôi là mấy bà đã có ngay một ly sánh miệng này luôn nè. Bởi vì em nó được thiết kế với 6 lưỡi răng cưa độc đáo. Điều Dung thích nhất ở máy xay đa năng Lazy Jack, mỗi lần sạc chỉ tốn 3 đến 5 tiếng, nhưng mà có thể sử dụng từ 10 đến 15 lần lận luôn á. Bữa nào mà Dung lười nấu ăn thì làm ngay một ly Sinh Tố. Hôm nay thì có 200g bơ, 2 quả chuối nhỏ và 1 ít hạt đậu phộng để cho có thêm độ ngậy béo hơn. Bà nào mà thích ăn hạt lạo nào thì cho thêm vào cũng được nha. Dung thì không hảo ngọt nên là Dung cho sữa chua không được. Với cả chuối cũng có độ ngọt sẵn rồi á. Và không quên là bỏ thêm một tí đá nữa. Có em này rồi, ngày nào Dung cũng mang một ly Sinh Tố healthy. Đơn giản tiện lợi, đi làm đi chơi hay là đi đâu cũng có thể mang theo. Xong có nắp khác đậy lại như một cái bình luôn nè. Quá ư là tiện, giá cực kỳ mềm. Mấy bà có thể tham khảo em này nha.